Em tên là Huỳnh Thị Thanh Thảo, năm nay em 21 tuổi, quê em ở Tiền Giang. Hơi bị rung đó nha, hơi bị rung đó nha. Dạ. Mời chồng trước đi. Chồng chàng có tay cái nàng công chúa trên đây. Rồi. Hỏi ông xã đi, ông xã đi, cây tùng cây bách hỏi trước nè. Dạ. Mời anh ấy giới thiệu. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Quốc Huy, 28 tuổi, quê ở Thái Bình, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nghề nghiệp là làm ngân hàng. Làm ngân hàng. Mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Huỳnh Thị Thanh Thảo, em năm nay 21 tuổi, quê ở Tiền Giang, em kinh doanh tại nhà. Wow, 21 tuổi nhà. Là nhỏ hơn Huy 7 tuổi. Dạ đúng rồi. Một người thì ở Thái Bình, còn người ở Tiền Giang. Chà, khoảng cách dữ à, xa dữ à nha. Nhưng mà cùng hai người này cùng sống ở Sài Gòn mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng. Đấy, thì cho nên là cô này á, là cổ là em là kinh doanh tại nhà. Dạ, tức là quê em là ở Tiền Giang, nhưng mà anh này về quê xong rồi gặp em. Về quê em á? Dạ, mới đèo em lên đây. Là ngân hàng cử em chi nhánh gì đó. Chuyện là như thế này, em có anh họ cưới vợ là dì của vợ em. Quê ở Tiền Giang, nhưng làm việc thì hiện nay hai anh chị là ở thành phố. Thế là về đám hỏi em là người biên cáp. Vợ em là bên bên già nhà gái. Thì coi như một người phụ dâu, người phụ rể đúng không? Dạ, em thì mới chia tay bạn gái được năm. Nên là chưa có bồ đi. Thì là cũng đang tìm kiếm gọi là yêu đích thực luôn á. Thế là mới gặp vợ em. Cô này. Thế là thấy ấn tượng liền. Xinh quá mà không ấn tượng sao được ông ơi. Nhưng mà cái lúc đó thì em nhìn thấy anh này thì em có thấy đặc biệt không? Dạ không, anh này á, nói chung là cũng không có để ý lắm. Tại vì lúc đó em cũng còn nhỏ nên mình cũng không có tư tưởng nhiều về mấy vấn đề đó. Lúc đó là mấy tuổi? Dạ chắc khoảng 19. Tức là anh này lúc đó vừa xấu nè, vừa cao nè, vừa ốm nè. Không có gì nói chung là nổi trội cả. Tự dưng bây giờ nói ra người ta chạnh lòng quá cơ. Nói ra là chị Hồng Vân nhìn. Ủa nhưng mà tụi em là cưới nhau mới 2 năm đúng không? Dạ chưa, cưới nhau khoảng cỡ 6-7 tháng gì thôi à. Biết nhau là 2 năm, bây giờ 19 nay 21 tuổi rồi. Dạ. Mới 6 tháng. Dạ, tức là lúc đám hỏi là mới gặp anh này mình cũng không biết gì nữa. Rồi xong mấy anh này tự động xin số điện thoại. Lúc đó cũng kiểu nhắn tin qua lại như bạn bè thôi, chứ cũng không có tần suất thường xuyên. Xong rồi lại anh này đám cưới lại xuống nữa. Cái là cũng gặp mà cũng chẳng thấy nói chuyện, chẳng thấy gì hết. Nên mình thấy chắc cái này kiểu cà rỡn thôi. Xong rồi cái bẵng đi một thời gian chắc khoảng cả 2 tháng, anh này bị tai nạn, đã banh bị đứt dây chằng đầu gối. Dạ. Xong cái em mới nhắn tin với vợ em, nói là anh đang nằm bệnh viện. Thế là lúc đó thì vợ thì đang ở trên Sài Gòn làm, nhưng mà em không biết. Thế là mấy gì nhà vợ mới lúc đó mới thấy em là giống như là gọi là mai mối đi ha. Dạ, thế là mới giục vợ em là qua thăm đi con. Thế là hôm 28 Tết mới hai người gặp nhau ở công viên trước nhà em. Rồi sau đó là bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Hình như là mấy ngày sau thì... Rồi gia đình em ok vợ không? Đó là một câu chuyện khá là dài. Tại vì là nhà em người Bắc hết, vợ em người miền Tây, còn trẻ nữa. Cho nên là quen vợ em á, là mọi người cũng nghĩ là quen chơi thôi. Mà em đã làm bằng cách nào để mà em sau Tết là em đưa vợ em lên Sài Gòn để làm việc, thuê chỗ cho vợ em ở trọ, giống như là yêu gần luôn á, chứ không có cho yêu xa. Không yêu xa nữa. Không yêu xa nữa. Đó, thứ nhất, thứ hai đó là cho vợ làm để mà cho chứng tỏ với ba mẹ em á là vợ em có khả năng, có năng lực, có đi làm, có kiếm tiền đàng hoàng, chứ không phải là con nít, không phải là xong đã. Cố em mới hỏi là thế cưới về vợ làm gì, hay là con nuôi vợ. Em cố gắng chứng tỏ cho bố em rồi gia đình em thấy là vợ em có khả năng, hai đứa công bằng kiếm tiền. Rồi mà sau đó thì ông bà là đồng ý đúng không? Em rất là cương quyết trong cái vụ này, cho nên là bố mẹ em đồng ý cho em cưới. Xong rồi bắt đầu tới 6 tháng sau khi đám hỏi có một sự việc xảy ra nữa. Tức là khi mà đám hỏi thì em với anh này đã bàn bạc với nhau và như thế nào đó. Xong nhưng mà do anh này lúc đó là không có nói để gia đình hiểu về cái phong tục của em nhiều lắm. Nên hình ra hai gia đình cũng có một xíu về cái phong tục nó khác, nó không có được như ý lắm.
đó là cũng buồn lắm. Lúc đó là nghĩ là chắc thôi không cưới nữa rồi, chịu hết nổi rồi, quá nhiều vấn đề rồi, quá nhiều cái khó khăn rồi. Nhưng mà sao rồi thôi suy nghĩ lại, thôi cố gắng lại vượt qua tiếp. 6 tháng sau cưới, lại lúc đó là anh trai của anh này á, mình không có nói chuyện nhiều nên thành ra cũng hai anh em cũng không có hiểu nhau lắm, nên thành ra còn chỉ còn có một tuần nữa thôi là tới cưới, thì có một sự hiểu lầm. Ngày hôm sau là em bước khi đi về quê là em tổ chức cưới, nhưng mà em rất là buồn, nhưng mà thôi mình cũng cố gắng, tại vì tất cả những thời gian trước á, mình đã chịu đựng rất là nhiều thứ, mình đã vượt qua được, thì thôi thì bây giờ cái việc này thôi cố gắng cho qua luôn. Thế là mới cưới xong đến ngày hôm nay. Theo chị như thì bây giờ tụi em đã vượt qua tất cả những điều đó rồi. Dạ, đúng không nào, vượt qua hết rồi, thì cái điều cần thiết nhất bây giờ là làm sao để hóa giải tất cả những mối quan hệ đó, để sau này con cái của mình rồi còn gặp ông, gặp bà, gặp bác, gặp cô, gặp gì thì mình là em út mà. Dạ. Mà cái điều đó vừa tốt cho mình, vừa tốt cho chồng, mà lại vừa tốt cho tất cả mọi người, thì dạ, chị nghĩ không có cái gì mà phải bị tổn thương hay là bị thiếu tế nhị hay là bị gì hết. Có nghĩa là ở đây mình ức, có mình ức chứ, ức chứ, ai làm người ai cũng phải vậy mà, đúng không nè. Nhưng mình sẽ là người chủ động trước trong cái mối quan hệ này. Dạ, nhưng là cũng mối quan hệ giữa anh chồng và em dâu tốt hơn, cải thiện nhiều hơn. Thì để... đó thì chị, dạ, chị nghĩ như vậy nè, nhân cái cơ hội này á thì em nói mình một nói cái điều gì đó hết sức là chân thành. Em nói bằng cả tấm lòng của em. Anh nghĩ là anh sẽ với gia đình bên chồng thì chị nghĩ là mọi thứ nó sẽ khá hơn rất nhiều. Dạ. Đó, hai vợ chồng cùng nói để cho gia đình mình hiểu. Em nói trước đi. Dạ, sau qua chương trình này thì con cũng muốn cảm ơn đến bố mẹ đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng con có được như ngày hôm nay. Cái thứ hai là con cũng muốn nói chuyện với anh, được chia sẻ nhiều hơn, tại vì con là người miền Nam, còn gia đình thì là người Bắc, nên thành ra là cái phong tục tập quán thì nó cũng khác nhau, cho nên con cũng mới về, cho nên con sẽ cố gắng để mà tìm hiểu, để mà gia đình mình gắn kết yêu thương nhau. Đó, đó thì em sống với anh từ bé đến giờ cho nên là cũng biết là anh rất là tốt. Nhưng mà có chỉ chẳng qua là do cái sự khác biệt về tập quán rồi cách suy nghĩ của hai vùng miền cho nên là gây ra một số hiểu lầm không đáng có. Nhưng về bản chất thì cả hai bên đều rất là tốt. Hy vọng là anh trai sẽ cởi mở hơn. Rồi tại vì vợ rất tốt, rất là biết suy nghĩ cho gia đình chồng. Chồng á thì là không khéo nói lắm. Có nghĩa là chồng bộc lộ cái điều mình suy nghĩ với những cái văn phong rất là ngắn gọn, xúc tích. Thành ra là em á, là chị nghĩ là em nói nó sẽ mềm hơn. Đó thì sau này là em cứ chủ động em nói chuyện. Dạ. Em nói chuyện với lại anh, với lại bố mẹ nữa. Dạ. Đó. Bây giờ là Huy trước đi. Huy mong muốn vợ mình để thay đổi những điều gì? Có chút xíu thay đổi thôi, là vợ hãy bình tĩnh lại, không nên quá nóng nảy. Rồi mong muốn ông thay đổi điều gì? Đừng có mê điện thoại nhiều quá. Tại vì đi làm về đã xa rồi, không có gặp nhau rồi. Về thì dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Thứ hai là quan tâm, chia sẻ nhiều hơn, ít vô tâm lại. Rồi biến lại, rồi biến quá. Dạ, với lại là bớt tự cao tự đại đi nè. Tự cao tự đại nha. Suy nghĩ cho vợ xíu. Nhiều cái xấu quá. Cô còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều lắm đó nghe. Suy nghĩ nhiều quá nên cũng mệt óc lắm ạ. Nói nhé, mình vừa là chồng mà mình phải vừa vai chú nữa đó. Đó thì là mình phải làm gương chứ. Dạ, với lại là cách nói chuyện của ảnh là phải có chủ ngữ điện đấy, rất ngắn gọn và xúc tích. Chứ còn mà ví dụ mà chọc vô thân bài không là không ai hiểu. Ví dụ như là nhiều khi là em là vợ, nhưng mà đôi khi em còn không hiểu nổi. Nếu mà ảnh ra ngoài ảnh nói chuyện với người khác, ý ảnh có thể là nó không như vậy, nhưng mà người khác sẽ hiểu sai ý ảnh. Cái cách nói đó, em muốn ảnh thay đổi, quan trọng nhất là cái đó thôi. Bởi vì về nhà với vợ thì không vấn đề gì, vợ chồng hiểu nhau, nhưng mà khi mà ra ngoài giao lưu với xã hội thì nó lại khác nữa. Chị thấy là em khoảng cách tuổi tác của em với vợ em là tương đối là xa đó. Nhưng mà chị thấy là vợ em rất là chín chắn. Rồi em không ngờ là chín mới chắn. Có 20 thôi đó. Đó. 20 còn 21. 21. 21 cũng đúng, 20 cũng đúng. 21 cũng đúng.
21 một tí nên là ừ đó sắp tới 21 đấy à. Thì chị thấy như vậy nè, cái nóng tính của vợ em á, thực ra nó là vấn đề về tuổi tác, nó còn nít quá mà. Dạ, đúng không? Dạ, đúng thì à, từ từ đi rồi bình tĩnh nó bớt sốc nổi chứ. Dạ, bây giờ làm sao nổi mà nuốt được cái tuổi trẻ của người ta. Ừ, cứng đầu nó phải có cái thứ tự. Dạ, chứ đúng không? Dạ. Trong khi mình á, mình lớn tuổi hơn người ta nhiều mà mình bị người ta nói là mình vô tâm là thấy không được rồi đó, đúng không? Rồi nói chuyện không có đầu đuôi rồi là thấy không được rồi đó. Rồi dán mắt vô điện thoại, vợ còn ngon quá, vợ xinh, trẻ trung xinh đẹp gì mà dán mắt vô điện thoại hoài sao mà được. Đúng rồi, đúng không? Có em bé chưa nè? Dạ bọn em tính sang năm ạ. Đấy, chuẩn bị có em bé mà cứ điện thoại này sao mà được. Bởi bớt vậy, cái điện thoại lại. Dạ nhiều khi cứ hay treo đó, anh mà cứ như vậy là em không có cho sanh em bé đâu. Bao giờ mà em thấy anh có thể chững chạc lên chức làm bố được, em sẽ cho sanh. Ôi ôi, chị mình có 21 tuổi nó nói mình phải chững chạc lên. Trời ơi. Thôi chú Bin, chú Bin chúc hai bạn mau qua Tết đi. Qua Tết lận. Cái gì? Người ta muốn qua Tết. Qua Tết là cấn bầu. À. Thì người ta phải ấy công lực từ bây giờ. Bớt bỏ điện thoại đi, tránh xa điện thoại ra. Ví dụ như anh Trúc mà có, mà ổng không thay đổi những cái tính đó rồi sao đây? Nếu không thay đổi thì thôi mình sẽ cố gắng từ từ. Thì phải chịu thôi. Dạ, nói chung cố gắng từ. Nói chung là dạ, mặt tái đi có lời đáp lại đi đó. Mong muốn lắm rồi đó. Tại vì đáp lại đi rồi tôi chúc rồi đó. À, đáp lại đi rồi tôi chúc cái dính liền á. Dạ, em nói đúng ra thì em rất là thương vợ em. Thì cơ bản là có thể em cái em hơi vô tâm thật, tại vì là em thường không quan tâm đến chuyện xung quanh. Em mà không nói đi. Dạ thì thế cho nên là nói đi, nhìn vợ nói. Dạ. Cho nên là vô tình anh chưa thể thay đổi ngay lập tức được. Nhưng mà rõ ràng là anh chỉ sống với vợ thôi, chả sống với ai cả, cho nên là vợ là quan trọng nhất với anh. Cho nên là anh thì dù có gì chăng nữa thì anh cũng lắng nghe vợ nhiều hơn. Thì anh sẽ cố gắng là nói chuyện một cách nó rõ ràng hơn. Trước đó sao mềm mỏng rồi. Rõ ràng hơn để cho vợ khỏi bị hiểu lầm. Nè, em sẽ ghi nhận đó nha. Yên tâm, anh cũng ghi nhận. Rồi, anh xin chúc cho hai vợ chồng Huy trong năm sau nha. Đúng, đúng, sẽ đúng. Có một em bé kháu khỉnh, đáng yêu, dễ thương, xinh tươi, khỏe mạnh xuất hiện trong gia đình của ông bố Huy. Dạ, yeah, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn chị.